Chương trình truyền hình Việt Nam Phùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1403. Kính thưa quý khán thính giả, ngoài phần tin tức thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh lễ tưởng niệm lần thứ 44 ngày Quốc hận 30 tháng 4 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Bộ trưởng Tư pháp William Barr hủy bỏ phiên điều trần thứ hai, tạo căng thẳng với Quốc hội. Tổng thống Trump yêu cầu 4 tỷ 500 triệu đô la để giải quyết khủng hoảng di dân. Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein từ chức. Mâu thuẫn giữa hai đảng về vấn đề Venezuela. Ngũ giác đài khuyến cáo về nguy cơ tàu ngầm Trung Cộng ở Bắc Băng Dương. Có tín hiệu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ gặp Kim Jong-un vô điều kiện. European Union sẽ ngăn chặn lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và bảo vệ công ty của họ tại Cuba. Cựu nhân viên CIA, ông Jerry Chung-Shin-Li, nhận tội làm gián điệp cho Trung Cộng. Và sau cùng là nam sinh viên đã thiệt mạng khi cố gắng ngăn chặn kẻ nổ súng tại Đại học North Carolina. Đây là phần tin chi tiết, tin từ Hoa Thịnh Đốn. Vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr hủy bỏ kế hoạch điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện về cách thức ông giải quyết cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Quyết định hoãn điều trần của ông Barr khiến căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Đảng Dân Chủ tại Quốc hội ngày càng leo thang. Theo Reuters, ông Barr dự tính phải ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ vào thứ Năm ngày 2 tháng 5, nhưng ông hủy bỏ kế hoạch sau khi hai bên không thể đồng ý về cách thức tiến hành phiên điều trần. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler đề nghị ông Barr phải được thẩm vấn bởi các luật sư của Ủy ban. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Kerry Coopy cho biết đề nghị trên của ông Nadler là chưa từng có trong lịch sử và hoàn toàn không cần thiết, lập luận rằng các câu hỏi nên đến từ các nhà lập pháp. Hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp cũng nói rằng họ sẽ không tuân thủ trác đòi hầu tòa do ông Nadler ban hành, yêu cầu một bản báo cáo chưa qua chỉnh sửa của ông Mueller cùng các hồ sơ điều tra cơ bản. Trước đó, vào hôm thứ Tư, ông Barr có một phiên điều trần kéo dài 4 giờ trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện. Tại phiên điều trần này, ông Barr vấp phải những chỉ trích của Đảng Dân Chủ về quyết định kết luận Tổng thống Trump không hề cản trở công lý và tố cáo ông Mueller đã không thể đi đến kết luận sau cuộc điều tra. Trong phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi công bố bản báo cáo của ông Mueller vào ngày 18 tháng 4, ông Barr cũng bác bỏ những phàn nàn của ông Mueller rằng ông đưa ra những kết luận một cách không đầy đủ vào ngày 24 tháng 3, gây ra sự nhầm lẫn cho công chúng. Một số thành viên Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã kêu gọi ông Barr từ chức. Tin tổng hợp, chính quyền Trump hôm 1 tháng 5 yêu cầu Quốc hội cấp 4 tỷ 500 triệu đô la ngân quỹ khẩn cấp ngay lập tức để giúp giải quyết tình trạng di dân tăng vọt ở biên giới phía nam của Mỹ, vì lý do chính phủ không đủ nguồn lực để ứng phó tình hình. Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm nay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dòng di dân ồ ạt tràn qua biên giới. Tuyên bố này cho phép ông chuyển 6 tỷ đô la ngân khoản chi tiêu của chính phủ cho các dự án xây dựng một bức tường ở biên giới, một cam kết trọng tâm của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông. Nhưng yêu cầu 4 tỷ 500 triệu đô la không nằm trong ngân khoản xây tường và được đưa ra trong bối cảnh số lượng kỷ lục các gia đình Trung Mỹ đang xin tị nạn tại Mỹ, gây quá tải cho các trung tâm tạm trú ở các thành phố biên giới như El Paso của tiểu bang Texas và Las Cruces của Mexico. Yêu cầu này bao gồm 3 tỷ 300 triệu đô la cho nơi tạm trú, thức ăn và những thứ bắt buộc khác cho di dân bị giam giữ.
1 tỷ 100 triệu đô la cho nhân viên và 178 triệu đô la cho công nghệ thông tin và các nhu cầu thiết khác. Phe Dân Chủ quy trách chính quyền Trump đã làm trầm trọng thêm tình hình với các chính sách nhập cư cứng rắn của mình, trong khi ông Trump đã cáo buộc phe Dân Chủ đã không thể ngăn chặn dòng di dân, một phần bằng cách không tài trợ cho bức tường biên giới mà lâu nay ông tìm kiếm. Trump cũng đã kêu gọi quân đội hỗ trợ các nỗ lực của lực lượng tuần tra biên giới và nói hồi đầu tháng này rằng ông sẽ cần phải tăng binh sĩ tại biên giới. Tin Hoa Thịnh Đốn, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein hôm 29 tháng 4 tuyên bố từ chức. Vào tháng 5 2017, ông Rosenstein là người đã chỉ định công tố viên đặc biệt điều tra các mối liên hệ giữa chính phủ Nga và chiến dịch vận động tranh cử của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Sự ra đi của ông Rosenstein chính thức có hiệu lực từ ngày 11 tháng 5, không gây ngạc nhiên, và Tổng thống Trump đã đề cử Thứ trưởng Vận tải Jeffrey Rosen thay thế ông Rosenstein. Lẽ ra ông dự tính từ chức từ tháng 3, nhưng đã lưu lại để giúp Bộ trưởng Tư pháp William Barr sắp xếp việc công bố kết quả điều tra của ông Mueller sau 22 tháng công tác. Cuộc điều tra hoàn tất hôm 22 tháng 3 không tìm ra bằng chứng rằng chiến dịch vận động cho ông Trump thông đồng bất hợp pháp với chính phủ Nga. Ông Mueller trong bản báo cáo chung cuộc không khẳng định ông Trump có cản trở công lý hay không, mà thay vào đó chỉ trưng ra bằng chứng hai chiều. Sau khi nhận báo cáo, Thứ trưởng Rosenstein và Bộ trưởng Barr đưa ra quyết định rằng không tìm thấy chứng cớ đủ để buộc tội Tổng thống. Trong thư từ chức, Thứ trưởng Rosenstein nói ông và Bộ trưởng Barr thực thi luật pháp không hề sợ hãi hay thiên vị vì chứng cớ khả tín không hề mang tính đảng phái. Tin từ Hoa Thịnh Đốn, các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa đều đồng ý rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức. Họ tin rằng chính quyền Tổng thống Trump đã giúp hình thành một liên minh quốc tế công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Tuy nhiên, sau khi ông Guaido kêu gọi quân đội vùng lên và phát động các cuộc biểu tình trên đường phố, kế hoạch đảo chính ông Maduro vẫn thất bại. Do đó, một số đảng viên Dân Chủ đã thúc giục chính quyền hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh ngoại quốc để ngăn chặn ông Maduro. Theo Reuters, sự rạn nứt trong hợp tác lưỡng đảng về vấn đề ở Venezuela đã xuất hiện giữa lúc sự thất vọng đối với chính quyền Maduro. Vì nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một bước ngoặt giải quyết khủng hoảng Venezuela. Sau hơn 3 tháng ủng hộ ông Guaido hiện nay, Tổng thống Trump không thường xuyên gây áp lực để quân đội Venezuela từ bỏ ông Maduro. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bob Menendez cho rằng Washington phải nỗ lực hơn nữa để thuyết phục các đồng minh ủng hộ các biện pháp trừng phạt đa phương đối với ông Maduro. Theo Reuters, hầu hết các nước phương Tây cũng ủng hộ ông Guaido, nhưng ông Maduro vẫn có sự hậu thuẫn của Nga và Trung Cộng, cũng như các nước đồng minh khu vực cánh tả như Cuba và Bolivia. Hôm thứ Tư 1 tháng 5, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng điều động quân đội đến Venezuela nếu cần thiết. Tuy nhiên, một giờ sau đó, Ngũ Giác Đài bác bỏ khả năng chuẩn bị can thiệp quân sự, nhưng vẫn thừa nhận đây vẫn là kế hoạch dự phòng. Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump có sẵn sàng can thiệp vào xung đột ngoại quốc hay không, khi Tổng thống Trump đang cố gắng rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Syria và Afghanistan. Tin từ Hoa Thịnh Đốn, trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Năm, 2 tháng 5, Ngũ Giác Đài cho biết các hoạt động của Trung Cộng ngày càng gia tăng ở khu vực Bắc Băng Dương, có thể sẽ mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự, bao gồm cả việc đưa tàu ngầm vào để đe dọa các cuộc tấn công nguyên tử. Đánh giá này được bao gồm trong báo cáo thường niên của quân đội Hoa Kỳ trước Quốc hội về các lực lượng quân sự của Trung Cộng và được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố chính sách Bắc Cực đầu tiên hồi tháng 6. Trong tuyên bố đó, Trung Cộng đã vạch ra kế hoạch phát triển các tuyến đường vận chuyển
được mở ra bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu để hình thành một con đường tơ lụa dựa trên sáng kiến vành đai và một con đường của Tập Cận Bình. Trung Cộng dù là một quốc gia không nằm ở Bắc Cực, nhưng lại ngày càng hoạt động mạnh ở khu vực này và đã trở thành thành viên quan sát của Hội đồng Bắc Cực vào năm 2013. Điều đó đã khiến các quốc gia Bắc Cực lo ngại về các mục tiêu chiến lược dài hạn của Bắc Kinh, bao gồm cả việc phát triển quân sự. Bắt đầu từ hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực gồm 8 quốc gia ở Rovaniemi, Phần Lan, giữa những mối lo về các lợi ích thương mại ngày càng gia tăng của Trung Cộng ở Bắc Cực. Tin tổng hợp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un mà không cần các điều kiện để chấm dứt sự ngờ vực kéo dài giữa hai quốc gia, tờ Sankei đưa tin hôm 3 tháng 5. Tuyên bố của ông Abe được đưa ra vài ngày sau khi ông gặp Tổng thống Donald Trump ở Washington và ông đã cảm ơn Tổng thống Trump đã nêu vấn đề người dân Nhật bị Bắc Hàn bắt cóc với ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 2 ở Hà Nội. Giải quyết vấn đề người dân Nhật Bản bị các đặc vụ Bắc Hàn bắt cóc để huấn luyện các điệp viên của họ từ nhiều thập kỷ trước đã trở thành một điều kiện của phía Nhật để cải thiện quan hệ ngoại giao và kinh tế với Bắc Hàn trong nhiều năm qua. Cũng giống như Mỹ, Nhật Bản đang tìm cách chấm dứt các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Ông Abe đã ra dấu hiệu về một sự thay đổi về quan điểm của Nhật Bản trong một cuộc phỏng vấn với báo Sankei hôm 1 tháng 5. Khi ông nói rằng cách duy nhất để phá vỡ ngờ vực lẫn nhau là để ông có thể đàm phán vô điều kiện với ông Kim. Ông Abe được Sankei trích dẫn nói, đó là vì sao tôi lại muốn gặp ông Kim mà không đặt điều kiện tiên quyết nào và sẽ thảo luận thẳng thắn. Tôi hy vọng ông ấy là một nhà lãnh đạo có thể quyết định một cách linh hoạt và chiến lược những gì tốt nhất cho đất nước của ông ấy. Được biết năm 2002, Bắc Hàn cho biết họ đã bắt cóc 13 người Nhật vào những năm của thập niên 1970 và 1980. Nhật Bản tin rằng 17 công dân của họ đã bị bắt cóc. 5 người trong số họ đã được hồi hương. Phía Bắc Hàn nói 8 người đã chết, trong khi 4 người được cho là chưa bao giờ vào nước này. Sự thay đổi của ông Abe về Bắc Hàn diễn ra sau hơn một năm nỗ lực cải thiện quan hệ đối ngoại của nước này. Ông Kim đã gặp ông Trump 2 lần kể từ tháng 6 năm ngoái và đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Kim cũng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước. Điều đó khiến Nhật trở thành cường quốc duy nhất trong khu vực có liên quan đến cuộc khủng hoảng hạt nhân của Bắc Hàn, nhưng chưa có cơ hội thượng đỉnh nào với nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Bắc Hàn là vào năm 2004, khi Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi gặp người cha quá cố của ông Kim là Kim Jong-il. Họ đã cam kết sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề bắt cóc người Nhật của đặc vụ Bắc Hàn. Tin từ Brussels, Bỉ. Liên minh châu Âu cho biết họ có thể kiện Hoa Kỳ thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt trả đũa để bảo vệ các công ty của họ ở Cuba nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Trump trong việc dỡ bỏ lệnh cấm công dân Hoa Kỳ để đơn kiện các nhà đầu tư ở Cuba. Theo tuyên bố của bà Federica Mogherini, đại diện cao cấp về ngoại giao và chính sách an ninh EU cho biết, Liên minh châu Âu nhìn nhận việc áp dụng các biện pháp hạn chế đơn phương của Hoa Kỳ là trái với luật pháp quốc tế và EU sẽ thực hiện mọi biện pháp đáp trả thích hợp. Theo bà Mogherini, các biện pháp này bao gồm để đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt WTO về vấn đề này, hoặc sử dụng đạo luật ngăn chặn blocking statute nhằm cho phép các công ty EU bị kiện ở Hoa Kỳ có thể thu hồi bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các nguyên đơn của Hoa Kỳ tại tòa án EU. Bà Mogherini cho biết EU cũng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác.
Tuy nhiên, bà không nêu tên các quốc gia này. Theo Reuters hiện nay, các công ty của châu Âu và Canada đang đầu tư vào nhiều ngành năng lượng và du lịch Cuba. Quyết định của Tổng thống Trump có thể sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ với những quốc gia này. Hồi tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump quyết định dỡ bỏ lệnh cấm lâu dài đối với công dân Hoa Kỳ, nhằm đệ đơn kiện các công ty ngoại quốc sử dụng tài sản bị chính quyền Cộng sản Cuba thu giữ kể từ cuộc cách mạng Fidel Castro năm 1959. Sự thay đổi chính sách lớn này nhằm mục đích tăng cường áp lực đối với Havana tại thời điểm Washington đang yêu cầu Cuba chấm dứt sự hỗ trợ dành cho Tổng thống của Venezuela, ông Nicolas Maduro. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, việc dỡ bỏ lệnh cấm này có thể thu hút hàng trăm ngàn yêu cầu pháp lý trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim. Tin từ Alexandria, Virginia, ông Cherry Chung, sinh Lee, 54 tuổi, một cựu nhân viên thuộc cơ quan tình báo trung ương CIA, sẽ phải đối mặt với các bản án tù kéo dài hơn 2 thập niên sau khi nhận tội tại Tòa án Liên bang về việc lập âm mưu cung cấp bí mật an ninh quốc gia cho nhân viên tình báo Trung Cộng để đổi lấy tiền. Theo thỏa thuận bào chữa các công tố viên liên bang thuộc Tòa án quận, Hoa Kỳ ở Alexandria, Virginia đề nghị ông Lee phải chịu bản án tối thiểu 21 năm tù cho một tội danh âm mưu thu thập và cung cấp thông tin quốc phòng. Tuy nhiên, tội danh âm mưu vẫn có thể khiến ông Lee chịu bản án tù chung thân. Trước đây, ông Lee từng bị nghi ngờ là gián điệp khi tiết lộ thông tin cho Trung Cộng, dẫn đến việc các gián điệp của CIA ở Trung Cộng bị cầm tù hoặc bị giết vào năm 2010. Tuy nhiên, các công tố viên tại phiên tòa cho biết ông Lee chưa gửi bất kỳ thông tin nào cho Trung Cộng. Ông Edward McMahon, luật sư của ông Lee, lập luận rằng không có cáo buộc hay tuyên bố nào cho thấy ông Lee phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bất kỳ ai. Vốn là một công dân nhập tịch và cựu quân nhân Hoa Kỳ, ông Lee gia nhập CIA năm 1994 và làm sĩ quan tình báo của CIA tại ngoại quốc cho đến khi từ chức năm 2007. Công tố viên cho biết vào tháng 4 năm 2010, ông Lee từng ăn tối với các nhân viên tình báo Trung Cộng, nơi ông được đề nghị 100.000 Mỹ Kim nếu ông thu thập và cung cấp các bí mật quốc gia cho họ. Ông Lee bị bắt tại phi trường quốc tế John F. Kennedy ở New York vào tháng Giêng năm 2018 và bị buộc tội tàn trữ bất hợp pháp các tài liệu và thông tin mật. Tin từ North Carolina. Trong vụ nổ súng tại Đại học North Carolina gọi tắt UNC thuộc thành phố Charlotte, một sinh viên 21 tuổi đã thiệt mạng khi cố gắng tấn công và tước súng của nghi can. Theo Reuters, hành động của sinh viên này đã cứu mạng sống của các bạn học cùng lớp. Sinh viên nói trên là anh Riley Howell, 21 tuổi, sống tại thị trấn Wentzville thuộc tiểu bang North Carolina. Anh Howell là một trong hai sinh viên bị trúng đạn tử vong trong vụ nổ súng diễn ra vào tối thứ Ba ngày 30 tháng 4 tại trường đại học. Cảnh sát trưởng Charlotte Kerr Putney cho biết Howell đóng vai trò quan trọng trong việc chặn đứng cuộc tấn công của nghi can. Sinh viên thứ hai thiệt mạng trong vụ tấn công là Ellis Pallier, 19 tuổi. Ngoài ra, còn có 4 sinh viên bị thương được xác định danh tính là Drew Pascaro, 19 tuổi, Sean DeHart, 20 tuổi, Emily Hook, 23 tuổi và Rami Aramahan, 20 tuổi. 4 sinh viên bị thương dự tính sẽ sớm hồi phục. Hook sẽ tốt nghiệp trong tháng này. Cảnh sát thành phố Charlotte đã bắt giữ nghi can được xác định là cựu sinh viên trường UNC Tristan Andrew Terrell, 22 tuổi. Terrell bị buộc tội với 2 tội giết người và 4 tội danh gây thương tích cho người khác. Cảnh sát tin rằng Terrell đã hành động một mình, nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về động cơ của hắn. Phát ngôn viên của công tố viên địa phương Mehan McDonald cho biết Terrell sẽ ra tòa lần đầu tiên vào thứ Năm ngày 2 tháng 5. Bà McDonald cho biết, tại tiểu bang North Carolina, nếu bị kết tội giết người cấp độ 1,
tối thiểu Taro sẽ phải bị chịu án tù chung thân mà không được ân xá, và nặng nhất là chịu án tử hình. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tỉnh Đốn xin trân trọng thông báo, tại quận hạt Fairfax băng tầng 30, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa. Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều. Tại quận hạt Arlington trên băng tầng 69, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ sáu, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. Chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc không được chữa trị dù bệnh nặng. Tin từ Nghệ An, ngày 2 tháng 5 năm 2019, tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc, người đang thụ án tù 13 năm tại trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, không được chữa trị y tế dù ông đang mắc nhiều trọng bệnh. Theo vợ ông là bà Bùi Thị Rê, thì ông đang mắc một số bệnh nan y như tim mạch, trĩ và viêm giác mạc. Ông có đề nghị ban giám thị trại giam cho ông đi khám mắt, nhưng họ không trả lời. Hiện mắt của ông bị mờ và ông không thể nhìn rõ. Bệnh tim mạch của ông càng trở nên nguy hiểm với cái nóng mùa hè ở tỉnh Nghệ An, trong điều kiện giam giữ khắc nghiệt. Do chế độ ăn uống kham khổ, bệnh trĩ trở nên nặng hơn. Bà Rê kể trong lần thăm gặp vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, bà thấy sức khỏe của ông suy sụp, nghiêm trọng. Ông Túc là một người hoạt động dân chủ và nhân quyền ở Thái Bình. Ông từng bị bắt năm 2018 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và bị kết án 4 năm tù giam. Sau khi ra tù, ông tiếp tục hoạt động và tham gia Hội Anh Em Dân Chủ. Ông bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2017 khi đang giữ chức vụ chủ tịch của tổ chức này. Ông bị kết tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trong phiên phúc thẩm ngày 14 tháng 9 năm 2018, ông đã hô to đi em tòa để bày tỏ sự khinh miệt hệ thống tòa án cộng sản ở Việt Nam. Trại giam số 6 là nơi có điều kiện giam giữ hà khắc nhất Việt Nam. Nơi đây có nhiều tù chính trị nổi tiếng đã và đang thi hành án. Nhiều người đã phải tuyệt thực dài ngày để phản đối sự đối xử vô nhân đạo đối với tù nhân chính trị như Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức. Cựu nhà giáo Đào Quang Thực, người bị kết án 14 năm tù giam vì tội danh ngụy tạo hoạt động, lật đổ chính quyền, cũng đã bị chuyển đến đây tuần trước. Thêm 3 Facebooker bị bắt vì kêu gọi biểu tình giam giữ ở Đồng Nai. Tin từ Đồng Nai, ngày 2 tháng 5 năm 2019, nhà cầm quyền cộng sản của tỉnh Đồng Nai lại bắt giữ 3 Facebooker, Ngài Nam Tước, Las Plagas và Vi Bùi, và hiện đang giam giữ họ tại trại tạm giam B5 của công an tỉnh.
Chưa rõ nguyên nhân thật sự của vụ bắt giữ, nhưng theo một số người hoạt động thì có thể vì họ kêu gọi biểu tình đòi tôn trọng quyền công dân. Một số nhà hoạt động đang tìm hiểu xem họ bị cáo buộc gì. Người thứ nhất có tên là Nguyễn Đình Khuê, còn hai trường hợp còn lại chưa biết tên thật là gì. Họ bị mất tích từ 5 ngày trước đây và khả năng cao là họ bị mật vụ bắt cóc. Theo trang Facebook cá nhân của họ, thì ba người này thường viết và chia sẻ những bài viết nói về hiện trạng hiện nay của đất nước và chỉ trích nhà cầm quyền Cộng sản. Sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019, nhà cầm quyền Cộng sản ở nhiều địa phương gia tăng bắt giữ người chỉ trích chế độ trên mạng xã hội Facebook. Ngoài việc bắt giữ công khai, nhà cầm quyền ở nhiều địa phương tiến hành nhiều vụ bắt cóc người hoạt động, điển hình là 8 trường hợp của nhóm Hiến pháp tháng 9 năm 2018, nhà hoạt động Huỳnh Thị Thố Nga và 3 trường hợp trên. Trong nhiều trường hợp, mật vụ bắt cóc rồi đưa về giam giữ nhiều tháng mà không thông báo cho gia đình. Từ đầu năm tới đây, Việt Nam đã bắt giữ gần 20 người về lý do chính trị, trong đó có 15 người chỉ vì những hoạt động ôn hòa. Theo Now Campaign, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 240 tù nhân lương tâm và những người bị giam cầm chỉ vì thực thi quyền cơ bản trong Hiến pháp năm 2013 và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Từ giữa tháng 6 năm 2018, Việt Nam bắt giữ hàng trăm người tham gia biểu tình ôn hòa, ít nhất 127 trong số đó bị kết tội vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng và hàng chục người bị đánh đập trong đồn công an. Kính chào quý khán thính giả của truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 3 tháng 5 2019. Dow Jones 26.504.95. Week to day trừ 0.14% và year to day cộng 13.62%. Nasdaq 8.164, week to day cộng 0.22% và year to day cộng 23.04%. S&P 500 2.945.64, week to day cộng 0.20% và year to day 17.50%. Giá vàng là $1,280.40 một ounce căn cứ vào thứ 6 mùng 3 tháng 5 2019. Giá dầu thô $61.87 một barrel cũng căn cứ vào thứ 6 ngày 3 tháng 5 2019 và giá xăng là $2.895 một galon căn cứ dự kiện từ công ty AAA thứ 6 mùng 3 tháng 5 2019. $1 Hoa Kỳ tương đương với 0.8925 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ 6 mùng 3 tháng 5 2019. Cũng $1 Hoa Kỳ tương đương với 0.7591 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.73 đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 111.10 đồng yên của Nhật Bản, tương đương với 65.03 của đồng rúp của Nga, tương đương với 1.34 của đồng đô la của Gia Nã Đại, tương đương với 1.42 của đồng đô la của Úc Đại Lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ 5 mùng 2 tháng 5 2019, 30 năm cố định là 4.14% và 15 năm cố định là 3.6%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 27 tháng 4 2019, có 230.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, không thay đổi so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 217 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 20 tháng 4 2019, Mỹ có 1.671.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 17.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 4 2019 đã cung cấp 263.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Sự thuê mướn nhân công rất mạnh trên phần lớn các khu vực kinh tế, đặc biệt khu vực phục vụ doanh nghiệp đã cung cấp 76.000 việc làm, xây cất 33.000, y tế 27.000. Tỷ số thất nghiệp của tháng 4 xuống mức 3.6%
là mức thấp nhất trong gần một nửa thế kỷ, hay một cách khác là 49 năm kể từ năm 1969. Lương trung bình của dân Mỹ tăng khoảng 3.4% so với năm trước. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam cá nguyệt đầu tiên, tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố ngày thứ Sáu 26 tháng 4 là cộng 3.2%, là một tỷ số phát triển kinh tế rất mạnh của Mỹ, vượt xa sự kỳ vọng. Theo lịch sử của tổng sản lượng nội địa GDP, tỷ số GDP của tam cá nguyệt đầu năm thường rất thấp. Trong 3 tháng đầu năm 2019 đã gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là chính phủ đóng cửa. Thứ nhì, thời tiết khắc nghiệt. Thứ ba, hãng Boeing đã bị tai nạn với phi cơ 737 Max. Thứ tư, sự lo sợ về cuộc chiến mậu dịch căng thẳng. Và thứ năm, tiền giảm thuế trước đây đã dần dà phai nhạt theo thời gian. Khó khăn như vậy mà tỷ số GDP vẫn là 3.2% đã chứng tỏ rằng chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã thành công vĩ đại, đúng như là lời ông hứa khi ra tranh cử. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có hai chỉ số đi lên và một đi xuống. Chỉ số Dow Jones giảm không đáng kể trừ 0.14%. Nasdaq tăng cộng 0.22%, đạt kỷ lục mới, và S&P 500 tăng cộng 0.20%. Riêng ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 5, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.22%. Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.46%. London FTSE 100 tăng cộng 0.40%. Shanghai Composite tăng cộng 0.52%. Và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.55%. Cùng ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 5, Dow Jones đã tăng 197.16, hay là cộng 0.75%. Chỉ số Nasdaq tăng cộng 1.58% và S&P 500 tăng cộng 0.96%. Đại công ty Google Alphabet hôm thứ Hai 29 tháng 4 cho biết giờ đây công ty đã có hơn 100.000 nhân viên, hay chính xác hơn là 103.549 trong 3 tháng đầu năm 2019, so với 85.050 nhân viên của đầu năm trước. Trong 3 tháng đầu của năm 2019, Google đã có con số thu nhập là 36 tỷ 300 triệu đô la, với 85% đến từ ngành quảng cáo doanh nghiệp. Công ty Subway là hệ thống fast food lớn nhất thế giới, có tổng số khoảng 42.000 restaurant, khoảng 17% nhiều hơn số tiệm của McDonald's. Công ty Subway có khoảng 24.000 tiệm tại Mỹ. Subway đã đóng cửa hơn 1.000 tiệm tại Mỹ năm rồi để trùng tu theo kế hoạch mới. Tuần này giá dầu thô đã giảm xuống còn 61 đô la 87 sen một barrel. Mỹ đang cấm vận Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và cấm vận từ Iran đã tạo dư luận tiêu cực cho thị trường dầu thế giới. Đồng đô la tuần này xuống giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, với đồng yen của Nhật và với đồng đô la của Gia Nã Đại, nhưng lại không thay đổi so với đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc và với đồng đô la Úc Đại Lợi, nhưng lại lên giá so với đồng ruble của Nga. Giá dầu thô đang ở mức 61 đô la 87 sen một barrel, giá xăng ở mức 2 đô la 895 một galon, giá vàng ở mức 1.280 đô la 40 sen một ounce hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 5. Lãi suất mortgage ở mức 4.14% cho 30 năm cố định và 3.6% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc trong tháng 4 nói chung chậm chạp so với năm trước và hy vọng sẽ được cải thiện trong mùa xuân này. Kinh tế thế giới. Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan tới sự cấm vận của Mỹ đối với Iran và tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá dầu đi lên trên thị trường quốc tế hiện nay. Thế giới đang ưu tư về hai sự kiện nêu trên và thời gian sẽ trả lời. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.